Rồi tiếp gặp pudding anh em ơi, pudding bóc đất luôn nha. Từ nè, sao cho nó cái màu nó hơi khác nhau đây. Riêng thấy nha, thằng đất luôn này. Nó dán lại anh em, nó dán simili lại này. Cái lò của nó, cái thùng nó riêng là cái màu nâu nha nha. Nó dán lại cái màu hơi vàng vàng xíu nha. Mình đất luôn nha, mấy thầy nó dán rồi nè. 16 nha. Pudding box 550 gác hoa này 65W nha. Rồi cầm nay 3 triệu luôn nha. Lên nhạc nè. Nhạc ngon lành nè. Ba lăng nè. Quá. Đẹp quá trời đẹp luôn nè. Rồi cầm nay 3 triệu nha. Anh em nào chơi thì nhắn nhanh.